sẽ học đố con vật nhé. Đây là con gì? Con bò. Con bò. Con bò kêu thế nào? Da của nó có màu gì? Màu vàng. Màu vàng. Màu vàng. Con bò ăn gì? Rơm khô. Rơm khô. Rơm khô. Và bây giờ chúng ta cùng học lại nhé. Đây là con gì? Con bò. Con bò. Con bò kêu thế nào? Da của nó có màu gì? Màu vàng. Màu vàng. Màu vàng. Con bò ăn gì? Rơm khô. Rơm khô. Rơm khô. Và bây giờ chúng ta cùng học lại nhé. Đây là con gì? Con bò. Con bò. Con bò kêu thế nào? Da của nó có màu gì? Màu vàng. Màu vàng. Màu vàng. Con bò ăn gì? Rơm khô. Rơm khô. Rơm khô. Và bây giờ chúng ta cùng học lại nhé. Đây là con gì? Con bò. Con bò. Con bò kêu thế nào? Da của nó có màu gì? Màu vàng. Màu vàng. Màu vàng. Con bò ăn gì? Rơm khô. Rơm khô.
rơm khô. Con gà trống kêu thế nào? Màu của nó có màu